kiểu này cũng được, kiểu kia cũng không sao, muốn con làm sao. Giờ con về thì hai đứa con về cùng nhau đi. Không được. Không được thì con không về đâu. Mới về một mình thôi. Không, giờ con nói rõ thế. Con về hai đứa về cùng nhau, còn một mình con không về đâu. Bây giờ bố biết, bố nói như vậy, bây giờ bọn con đang yêu thương nhau như vậy không bố? Mày đừng gọi tao là bố, nhá. Tao đã nói mày rồi. Em đừng nói gì cả. Nhá. Mày không phải là con dâu tao. Đừng nói câu đấy. Ôi bố về đi, bố đừng ở dưới này, bố làm ầm ầm lên, bố cứ về đi. Về với tao. Con về thì hai đứa con về cùng nhau. Con không được. Ở với này, không thì con ở dưới này. Nhà này. Bố đi đâu, bố xuống sao lại bố xuống dưới này vậy? Bố xuống dưới này không quan trọng nhá. Sao bố biết dưới này mà bố xuống? Biết ở đây chỗ nào bố chưa biết, không quan trọng. Nghe chưa? Thôi bố đi về đi, bố đi về đi. Đi làm sao? Bố đi về đi. Bố cứ về đi. Bố tao bảo mày làm sao? Bố bảo con cái gì? Bố đi mà. Bố đuổi con đi cần gì thì nên là con ở dưới này thôi, bố cứ về đi. Bố về đi, bố kệ con. Về. Về đâu? Về nhà. Không, con không về đâu, thôi bố cứ về đi, bố cứ về đi. Tao bảo. Bố về. Bố đuổi con đi cho là bố nên là con vẫn ở dưới này. Thôi bố cứ về đi. Ở dưới này thì. Thôi bố ông cứ về đi. Tao bảo mình về. Quay lại. Về. Con không về, thôi bố cứ về đi để. Bố mới xuống chơi vào nhà chơi bố. Tao nói chị nhá. Đừng gọi tao là bố nhá, biết chưa? Ai là bố của mày? Bố xuống như này, ở đây đông hàng xóm các thứ. Đây bố nói chuyện kiểu vậy vậy. Thì giờ lúc đấy bố đuổi con đi thì biết bố, con biết bố không bình tĩnh. Nên là cứ đi cần gì nữa. Không ở nhà là bố lại hai bố con cãi nhau à? Vậy mày coi tao là bố mày không? Thì bố con cứ bỏ nhà đi đâu, bố lúc đấy bố đuổi con đi cần gì nữa. Thôi bố về đi để tao bảo rồi. Vì con này mình bỏ nhà đi. Hả? Sao thì bố đuổi con đi thì con về. Chẳng đi, con không về đâu. Giờ một giờ con về là con về cùng ngoài, hai đứa về cùng nhau con mới về cơ. Chứ một mình con không về đâu. Nếu cho mày này ăn cái gì mà bây giờ này, đến nỗi mày này, cãi bố với cãi mẹ. Đúng mày rồi, bỏ nhà đi hả? Bỏ nhà đi giờ thì lúc đấy cân biết bố nóng lên, cân ở dưới này một thời gian. Lúc không thời gian nào hết. Chính bố bảo con đuổi ra khỏi đuổi con ra khỏi nhà, con cứ đi đâu đâu mà sợ. Con ở dưới này con đi đâu đâu? Không đi đâu nhá. Tao bảo mày yêu ai thì yêu, nhưng không yêu được con này, rõ chưa? Bố đang ở dưới này cho nên bố đừng nói như thế, hàng xóm cái thứ nghe thấy không hay đâu. Tôi bố cứ đi hay cái gì? Bố bây giờ hàng xóm mới đang chửi ra đây kìa. Nhìn vào cái tao không biết lối giải bài à? Tôi bố cứ về đi bố. Bố đi về đi. Anh bỏ ra. Vì một người con gái mà mình thế à? Bố cứ đi về đi, để lúc nào con về cứ nói chuyện bố sau, bố xuống dưới này bố làm ầm ầm lên về. Ầm ầm cái gì? Bố về nhà đi. Thôi em vào trong nhà đi, cãi hai đứa. Bố vào nhà chơi nữa bố. Đi. Không phải mời đâu. Nhá. Cãi bố. Vào xuống kia. Cãi đi. Bây giờ anh cứ cãi bố làm gì? Bố đang ở đây mà anh lại bảo bố về. Nay mục đích bố xuống đây bố làm gì? Xuống như này thì. Hả? Vậy tôi không xuống như này thì làm sao biết được chúng mày thì mới theo nó xuống. Mày ở dưới này. Dạ bố đuổi con đi thì con không có chỗ nào. Điện mày đi. Không để mất máy. Điện thoại con hết pin rồi. Hết pin cái gì? Hả? Nó điện cho mày được nhá. Bố điện mày thì tắt máy. Dạ bố đuổi con đi thì con không có chỗ nào đi thì con chẳng xuống ở dưới này. Dạ kiểu này không được, kiểu kia cũng không sao. Về nha. Muốn con làm sao? Dạ con về thì hai đứa con về cùng nhau đi. Không được. Không được thì con không về đâu. Mày về một mình thôi. Không, giờ tao nói rõ thế. Con về hai đứa về cùng nhau, còn một mình con không về đâu. Bây giờ bố biết, bố nói như vậy, bây giờ bọn con đang yêu thương nhau như vậy không bố? Mày đừng gọi tao là bố nhá. Tao đã nói mày rồi. Em đừng nói gì cả nhá. Mày không phải là con dâu tao. Đừng nói câu đấy. Ôi bố về đi, bố đừng ở dưới này, bố làm ầm ầm lên, bố cứ về đi. Về với tao. Con về thì hai đứa con về cùng nhau. Không được. Ở với này, không thì con ở dưới này.
con bố vậy bây giờ mình tôi nuôi mày lớn nên mình vì một người con gái mà mình bỏ nhà đi. Bố già già con chả hiểu bố kiểu gì luôn, lúc đấy là bố đuổi con đi. Thế xong giờ bố lại bảo con bỏ nhà đi, mỗi lúc bố nói một kiểu. Vì một chả... người con gái mình dám chết xem mày đi. Dám nổ xe mày đi. Giờ thì bố lúc đấy bố không bình tĩnh, bố đuổi con đi. Hả? Thì giờ con ở nhà để hai bố con cãi nhau ra. Thế là thôi con xuống tạm dưới này, thôi bố cứ về đi. Vậy mình quay tao là bố mày không? Con bảo cái gì con nghe bố, nhưng mà chuyện này con không nghe bố được, con đã xin lỗi bố rồi, thôi bố cứ về đi. Không được. Giờ nhá. Tao bảo không được. Bây giờ bố muốn con làm sao? Về trên nhà. Về trên nhà hai đứa con phải về cùng không nhau. Không được. Còn một mình con không anh về được. Anh được em ở đây. Không, giờ anh hai đứa phải đi cùng nhau, anh ở dưới này lo cho em. Lo cái gì? Bạn em. Lo cho người khác hả? Lo cái bông bổng người khác. Thì con lo cho người yêu con, lo cho vợ con thì cũng là chuyện bình thường. Bình thường cái gì? Mày là nói bình thường, nhưng tao không bình thường được. Rõ chưa? Bây giờ bố muốn con làm sao, bố nói thẳng ra. Về trong nhà, bỏ nó đi. Con đã bảo bố rồi, chuyện đấy con không làm được, nên là bố đừng bao giờ bố nói đến nữa. Giờ nếu mà con bố muốn con về, hai đứa con về cùng nhau. Chứ không bây giờ một mình con về xong là bố hai bố con lại cãi nhau ra, bố lại vẫn chưa bình tĩnh. Mày sẽ tìm cho mày một người khác. Con không cần ai cả nên là con không mày cần bố ai tìm. Người con gái con theo không mày. Cần ai cả, à? Bố không cần tìm cho con. Anh đừng nói bố nữa bây giờ, như bạn cãi bố. Sao mà ngu thế? Bố cũng về nhà đi, lúc nào con về con nói chuyện. Về! Con không về. Giờ bố có chấp nhận con với Hoài về không. Với nhau không? Không thì con không về được đâu. Hoài nào? Hả? Mày tưởng đứa con dâu này là con dâu tao. Từ đầu tôi tưởng là nó có thai mày. Là tên chấp nhận. Con bây giờ nên mày bảo tôi nên nuôi con người khác à? Cháu người khác à? Cái vấn đề sao mày ngu thế? Cái vấn đề đấy con nói với bố quá nhiều rồi, con không bao giờ con nói lại nữa. Đang nói quá nhiều rồi. Thôi bố cứ về đi. Con không nói chuyện giờ này. Đấy bố xuống đây bố làm bầm lên. Tức là hai bố con lại cãi nhau dưới này, không ai ra, bố cứ về đi. Lúc nào con về nhà con nói chuyện bố. Vậy mày bây giờ mình biết trí diện rồi. Con nhất sao ngu thế? Con nhất quyết con ở dưới này, nếu mà bố muốn con về thì con với Hoài về cùng nhau. Con với Hoài về cùng nhau. Không được. Không được thì con không. Tớ bảo bao nhiêu lần rồi. Bố cứ về đi. Mày về trên này. Con không về. Về trên này. Con không về đấy. Con giờ con bảo bố rồi, nếu về hai đứa con về cùng nhau. Tôi nuôi mày lớn đến như này rồi, chưa bao giờ mày cãi tên câu nào. Vì một người con gái mà mình bây giờ mình dám cãi bố. Vì là những lần trước là con nghe theo bố, bởi vì những cái đấy nó hợp lý, nó đúng. Nhưng giờ bọn con yêu thương nhau thì... bố không tác hợp cho bọn con thì con làm sao mà con nghe bố được. Tác hợp à? Cái chuyện bọn con yêu thương nhau, cái chuyện tác trai không tác hợp được nhá. Bây giờ cứ phải như chuyện như ngày xưa đâu, bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Giờ hai đứa yêu thương nhau, miễn là yêu thương nhau là được. Yêu thương gì? Yêu thương bây giờ thì mình yêu bừa yêu bãi. Thôi em vào nhà nhá. Đi vào nhà. Vào nhà đi. Đi. Là vì đứa con gái này mà ấy à? Bố, mình bảo tao tác hợp. Bây giờ bọn con yêu thương nhau, bây giờ bố xin bố chấp nhận bọn con được. Bây giờ nếu mình không được nói tao là bố. Bây giờ bố muốn rõ về chưa? Đúng không? Giờ bố muốn về thì hai bọn con về với nhau, còn không thì bố về đi. Không con về được. Nhá. Mày về. Tao bảo mày về. Bố cứ về đi. Nếu giờ con Hoài không về cùng con không về đâu. Con bây giờ nhá. Được rồi. Hai đứa lên trên nào. Vậy là bố đồng ý con với Hoài lên đúng không? Lên trên nào tôi nói chuyện với hai chúng mày. Đi! Bố đi chưa đi để giờ con với Hoài đi.